sáu mẹo giúp trẻ không sợ làm bài tập về nhà một đứa trẻ có ý thức tự giác làm bài tập về nhà ngay từ nhỏ thường sẽ có trí nhờ tốt tập trung tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề một cách độc lập một giữ không gian yên tĩnh hai tạo góc học tập cố định ba tạo thời gian học tập cố định bốn cho con giải lao khi gặp bài tập khó năm gợi ý thay vì làm bài tập giúp sáu dành thời gian cho con mời anh em kéo xuống để xem đầy đủ dưới phần mô tả video